Ok anh em, và bây giờ chúng ta sẽ trở lại tiếp tục với vòng loại tranh chung kết giữa cao thủ Thiên Môn Bang Ronaldo và với đường môn Angelina. Với hình thức chúng ta đánh vào đó là bò 5 thắng 3 sẽ win nha anh em. Và chúng ta sẽ có 5 phút chuẩn bị, hãy bắt đầu vào trong. Và các bạn như hai cầu thủ đã vào trong. Bây giờ chúng ta sẽ vào trong và cùng có 1 phút rồi chúng ta soi đồ của hai cầu thủ này trước khi bắt đầu trận tranh chung kết này nha anh em. Ở vòng loại chung kết này của giải đấu và là mình chủ cùng với chủ S8 Phật Sơn Ký Sử trang chủ game Công Thành Chiến Sư .net. Và giờ chúng ta sẽ xem trận đồ của đường môn Angelina. Một trong những đường môn có thể nói đây là đường môn No 1 server đến thời điểm hiện tại bây giờ. Và hiện tại đang sở hữu như mình một dây chuyền hoàng mỹ cực phẩm ăn bang mắt ọp, một ngọc bội hoàng mỹ cực phẩm ăn bang mắt ọp, một nhẫn kháng hỏa 27, một nhẫn kháng băng 30 và một bao tay kim quang mắt ọp 25-40, một nón chu tà mão phần thủ lý 25 chậm 40 thân pháp 20 và sinh lực nỗ lực 200 mắt ọp hoàn toàn, và một cái áo mắt ọp phục hồi 40 thủ 25-40 chậm và thân pháp 20 và sinh lực và thể lực 200, đai lưng phòng thủ 20, chậm 20 và thân pháp 12. Một đôi giày khá là đẹp, tóc 40, đạn móc tốt nhất dành cho đường môn. Và một kháng hỏa 20, chống 40, sinh lực lực. Một nỏ mắt pin 30, sát thương 50 và 100% và 25 kháng độc và 200 sinh lực. Thực sự một cái nỏ quá pin. Một con ngựa minh chủ chứng mã, loại ngựa này chỉ dành cho minh chủ Y Lâm mới có thể thân phục được. Con ngựa này anh Tùng mua hồi đầu server cách đây khoảng tầm 6 tháng trước rồi mọi người. Kháng cảnh năm. Và đây là set đồ của cầu thủ Thiên Bang Orlando. Chúng ta cùng đợi xem trong trận đấu này Orlando và đường môn sẽ ra sao. Chúng ta đang sử dụng mình một cái chì bằng sắt 72-4, đạn móc 72, đạn móc 73 sẽ lên em. Một gia truyền kháng cả 14, một nón 540, một tay 540, một ngọc bội 540, có cho mình 120 500 và lượng kháng băng từ 25 nhẫn, kháng băng 25 đai lưng và một kháng băng 23 từ nhẫn, một đôi giày tóc 40. Và trận đấu chúng ta đã chính thức bắt đầu. Anh em cùng chờ đợi xem trong trận đấu này liệu đường môn có thể kết thúc được Thiên Bang hay không. Và đây là một sự câu kéo cũng như là một cách lối đánh của đường môn Angelina. Một pha di chuyển đến từ vị trí của Lodo nhưng mà không được chính xác. Hiện tại chúng ta vẫn chưa có sự đáng kể nào đến từ vị trí của Lodo. Hiện tại Angelina đang di chuyển với một cách từ từ để có thể giữ thế lực cho mình. Và có vẻ nói đây sẽ là đang câu kéo thực lực của Thiên Bang, nhưng mà thực sự đỡ câu kéo thực lực Thiên Bang thì đây là một tình trạng rất khó nè mày. Chúng ta có thể nói đây là một tình huống rất khó đỡ có thể câu kéo thực lực Thiên Bang. Tại vì Thiên Bang anh ta sẽ di chuyển với một cách đó là gọi là đơn sơ là tóc biến này mà, nên là rất khó. Một pha áp đảo từ trí của Lodo liệu có thúc được đường môn hay không? Vẫn không có thúc được đường môn trong pha giao tranh vừa rồi. Không yên thua. Hello này mới vô nha, kính chúc đêm mười tối xem live vui vẻ nè mày. Một pha áp đảo đến từ vị trí của anh Lơ Nina. Có vẻ như Orlando trong pha rồi không kịp bùng máu nè mời. Và chúng ta đã có kết quả trong trận đấu đầu tiên nghiêng về cho anh Angelina với trận đấu đầu tiên quá hấp dẫn với tỷ số 1-0 dành cho anh Angelina. Sau sánh sơ qua thì trong trận đấu vừa rồi thì anh Angelina thì chỉ bị dính khoảng tầm 8.200 đam. Và Orlando thì bị dính cho mình 13k đam. Sau khi hiệu ứng thì luồng đam của bên Orlando không được tốt cho lắm anh em ơi. Đa số đánh không được chính xác lắm. Và rồi đó đầu tiên chúng ta đã có một kết quả dành cho đường môn 1-0. Và giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến rồi đó thứ hai. Ở trong trận tranh chung kết này chúng ta sẽ có 5 round anh em ơi. Nếu như win 3 round sẽ giành lên ngôi quán quân. Còn người còn lại sẽ lành cho mình hạng Á quân Việt Nam. Đó là hạng 2. Và giờ chúng ta sẽ đợi hai cao thủ sẽ bơ tơ vào trong và sẽ tiếp tục rồi đó thứ hai trong ngày hôm nay. Ở trong rồi đó thứ hai này chúng ta cùng chờ đợi xem sẽ như thế nào. Hiện tại Thiên Bang đang cố gắng áp đảo hướng của Đường môn đang di chuyển với một cách khá khéo léo nè em ơi, kèm với những pha di chuyển chậm và đỡ giữ thế lực khá hiệu quả. Cho đến bây giờ thì chúng ta đã trôi qua gần hơn 20 giây, vẫn chưa có một luồng đam nào đến từ vị trí của Orlando. Đã trôi qua hơn 40 giây. Thực sự quá là hồi hộp anh em ơi. Có khi nào một phát đường môn sẽ bốc hơi hay không? Anh em cùng chờ đợi xem liệu có làm nên vấn đề này hay không. Một pha tiếp cận vào đường môn nhưng mà chưa có luồng đam nào đáng cỡ. Ok hello Phan Thành Đạt nha. Ừ bữa giờ bận việc quá nên là không được hơi ốm đó anh em ơi.
Ừ, anh Hiếu vào chung kết với anh Tùng anh em ơi. Đúng rồi, hello anh em mới vô nha. Đại đã cho qua hơn 1 phút. Đại Lùng Đam tiếp tục đến từ vị trí của Đông Môn. Với những pha tiếp cận đến từ vị trí của Orlando thì Angelina pha vừa rồi chỉ còn 1/2 máu. Và đây là pha đánh rất là mạnh đến từ vị trí của Angelina. Có vẻ như Orlando đã kịp thời di chuyển đến ngôi. Pha vừa rồi chúng ta có thể thấy rằng bên Orlando chỉ còn khoảng tầm 1/3 máu mà thôi. Hello này mới vô nha, hello mọi người nha. Chúng ta đã trôi qua hơn 2 phút trong trận đấu thứ hai này. Đây là trận tranh chung kết của giải đấu Võ Lâm Minh Chủ của cụm Minh Chủ E8 Phật Sơn Ký Sử Việt Nam giữa đồng môn No 1 Angelina và đang giao tranh với Thiên Bang, cũng thờ nói là No 1 ở cụm Minh Chủ này, Orlando. Một trong những Thiên Bang luôn luôn giành những giải đấu đại hội anh hùng trên một ngày khá là nhiều, cũng như là đồng môn Angelina cũng có nhiều cơ hội cũng lên ngôi đại hội anh hùng hàng ngày vào lúc 7 giờ. Cho đến bây giờ thì những đồng đàn của Thiên Bang chưa được đáng cờ cho lắm. Cứ tiếp cận đến vào thì đường môn Angelina đành phải dừng lại ngôi. Kèm với những pha thiên la thì có vẻ chúng ta thấy rằng bên đường môn đã có những pha giữ hiệu ứng khá tốt. Nhưng mà để mà nói thì luồng đam tâm này thì không được tốt cho lắm. Hello anh em mới vô nha, hello anh em mới vô nha. Pha vừa rồi chúng ta thấy rằng Angelina chỉ còn khoảng 1/3 máu, xém tí nữa thử là knock out. Đã trôi qua hơn 3 phút. Trận đấu đang được diễn ra khá hấp dẫn giữa hai cầu thủ này. Ronaldo có vẻ đang cố gắng tiếp cận nhưng mà những đường đam không được tốt cho lắm. Thường xuyên là những pha đánh tầm xa với Thiên La đi dẫn và gây hiệu ứng làm chậm cho Thiên Bang. Hello này mới vô nha. Một pha tiếp cận khá tốt đến từ vị trí của Orlando nhưng mà không thể đánh được Angelina trong pha vừa rồi. Và chúng ta đã có 2-0 nghiêng về cho cầu thủ đường môn Angelina. Tính vào luồng đam thì Orlando đã bị dính 86k và bên đường môn Angelina chỉ bị dính khoảng 59k. Và trong trận đánh vừa rồi thì Angelina đã kết thúc được Orlando nha. Và chúng ta sẽ có trận đấu tiếp theo, đó là trận đấu thứ 3. Và chúng ta xin chúc mừng Angelina đã win 2-0. Và chúng ta sẽ chờ đợi đến trận đấu thứ 3 nha năm. Ok anh em ơi, và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến trận đấu thứ 3. Và pha vừa rồi thì Angelina đã có cho mình 2-0 khá tốt. Bây giờ chúng ta sẽ xem lại sơ đồ của hai cầu thủ này để tiếp tục trận đấu thứ 3 cho anh em xem nha. Chúng ta đang sở hữu một set trong 3, anh em cùng xem sơ qua nhanh. Chúng ta chỉ có khoảng 40 giây để sau sơ đồ hai cầu thủ này. Một set trong 3 có vẻ nó là match up và kèm với một bàn tay kim quang, match phòng thủ lý 25-40. Một nón mắt 25-40, một áo mắt 25-40 và một đai lưng 20-20, một đôi giày 40-20-40, một cái nọ mắt ọp 30-50 và 100% 25 kháng độc sinh lực mắt ọp đó, một người kháng cảnh 5. Ở đây là set đồ của cầu thủ Orlando Thiên Bang. Bên Thiên Bang thì khả nói lại một lần nữa thì Thiên Bang không có phòng thủ lý này mà, thực sự không có phòng thủ lý, chỉ có 120 làm chậm mà thôi. Với hiệu ứng set đồ này thì không có món thủ lý luôn luôn. Một nhẫn kháng băng, đai lưng kháng băng, nhẫn kháng băng và một đôi giày tóc 40 để lấy hiệu ứng di chuyển, cũng như là một cây chùy bằng sắt 74, một dây chuyền kháng cản 14, một con ngựa thúc xương đó. Rồi, trận đấu chúng ta sẽ được diễn ra sau khoảng hơn 20 giây nữa, anh em cùng chờ đợi trong trận đấu này sẽ ra sao. Anh em đừng quên để lại cho trận tranh chung kết này của chúng ta một like và sẽ ủng hộ chơi anh em ơi. Và không gì hơn xin kính chúc em xem video cũng như là một buổi tối xem live dễ nha. Ok, trận đấu chúng ta là chính thức bắt đầu. Trong trận đấu này thì chúng ta thấy rằng Thiên Bang đã khá tự tin và lao vào thẳng vào khu vực đường môn. Nhưng mà pha vừa rồi thì đường môn đã kịp thời có những quả bom và gây hiệu ứng khá tốt dành cho mình và đã tạo hiệu ứng quá đẹp và làm cho Orlando đành phải knock out ở pha bom lôi vừa rồi. Thực sự quá đáng tiếc, pha vừa rồi thì Orlando đã kịp thời di chuyển vào trong góc 9 giờ nhưng mà thực sự không được hiệu quả nữa ơi. Và đã ăn đam từ những quả bom lôi. Và kèm với những đoàn bão vũ đó thôi thì
Rất đáng tiếc là Ronaldo đành phải nằm xuống, và cũng như là chỉ có như mình, chắc chắn với em một điều, chỉ có như mình hạng áo quân mà thôi. Và chúng ta xin chúc mừng Angelina đã có cho mình tỷ lệ thắng tuyệt đối 3-0 và đã lên ngôi chính thức quán quân của cụm máy chủ S8 Phật Sơn Ký Sử này của giải đấu Võ Lâm Minh Chủ, và chúng ta xin chúc mừng. Bây giờ chúng ta cùng chờ đợi Ander sẽ công bố kết quả ngay bây giờ anh em ơi. Trận đấu quá hay dành cho đồng môn Angelina của chúng ta. Và rồi thì Orlando đã đập thẳng vào những quả bom và đành phải nằm xuống anh em ơi. Rất đáng tiếc. Và xin chúc mừng Angelina đã lên ngôi quán quân của giải đấu Võ Lâm Minh Chủ của cụm máy chủ S8 Phật Sơn Ký Sử nha anh em. Trang nhiều game công thành chiến sư chấm nét. Và phiên bản này là phiên bản hoạt động một tay không kéo xe nha anh em. Và hiện tại máy chủ này đã hoạt động hơn 9 tháng rồi nha anh em. Anh em nào còn muốn tham gia máy chủ này thì hãy truy cập ngay vào trang chủ võ công anh em hãy truy cập ngay vào trang chủ công thành chiến sư chấm nét để có thể tải game nha mọi người. Ok, kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nha anh em. Đừng quên để lại cho Khải một video like chia sẻ ủng hộ chơi nha anh em ơi. Ok, và chúng ta xin chúc mừng người lên ngôi hạng 2 Á quân, đó là cầu thủ Orlando nha mọi người. Ok, quá hấp dẫn luôn. Trận đánh không thể tin được, đường môn lại win được đường thiên bang trong trận tranh chung kết này. Quá hay. Ok, và anh em đừng quên để lại Khải một like chia sẻ ủng hộ chơi nha.